Ôi gì ghê vậy? Ha, xin chào mọi người, lại là mình Gigi nè. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Gigi nha. Thì mấy bữa nay chắc là mọi người đã gỡ rất là nhiều bé ra Đại Thiên Đường rồi đúng không? Đúng. Nhưng mà mọi người có biết Đại Thiên Đường nó ở đâu không? Không biết đúng không? Không biết nữa. Nhưng mà mình biết á. Wow. Gỡ chưa? Thì hôm nay mình sẽ dắt mọi người đi coi chỗ đó. Nhưng mà để mình rủ thêm người à, chứ đi một mình buồn lắm. Để mình xem thử nhanh giờ này còn có ai không. Ủa, mọi người còn thức kìa. Ủa chị ơi, đâu? Ủa tụi em đang câu cá nè, mà có gì không chị? Ờ, bữa giờ mọi người có gửi bé ra Đảo Thiên Đường chưa? Đảo Thiên Đường hả? Đảo Thiên Đường là ở đâu? Là cái gì vậy? Sao nghe lạ ta? Không, hình như anh có nghe qua nhưng mà chưa có tới á, nó nằm ở đâu ta? Gửi mấy con bé trong ba lô á, xong mình dặn lại sâu á. Hiểu, bữa em mới gửi 160 con đi chứ. Trời ơi, mà mọi người biết cái đảo đó đâu không? Em không biết á, mọi người biết không? Không, anh này anh chưa gửi, anh không biết rồi đó. Tôi gửi, tôi biết rồi. Bây giờ em dẫn mọi người đi ra cái đảo đó nha. Ok. Em biết đảo rồi. Ok. Ủa, đây nhà bà mà. Ồ đúng rồi, cái đảo nó ở nhà em á. Đây em dẫn mọi người đi nha. Gì nổ không trời, đảo đâu nhà bà trời. Ui, tới cái gì kia ghê vậy? Trời ơi. Ôi gì ghê vậy? Bây giờ mà. Em té rồi. Cái gọi là đảo Thiên Đường đó hả? Còn cái thang máy không chứ em nhảy khó lắm á. Làm sao vậy? Mình bơi qua đó được không ta? Ủa? Bơi qua đâu lên được đâu? Anh phải nhảy nè. Chết rồi, nhà em nhảy không được. Chết. Rồi anh có cách rồi. Trời ơi, té rồi anh chạy vô luôn. Nè, tôi tới anh. Đi ra. Ủa sao vậy? Ủa hay vậy? Đợi em tiêu em. Chết. Chào cậu. Không, anh phải chết đúng không? Cái đó ta dùng cái muốn gì biến thân chi thực. Bị anh cắn bị da nó đại đi. Qua đây. Rồi, coi đảo Thiên Đường nè mọi người ơi. Đây à. Trời ơi, quá trời luôn kìa. Ôi. Cái này là đảo Thiên Đường của bé đó hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi, ghê vậy. À. Mà khoan, cứu em cái, em kẹt cái chỗ bài dịch rồi nè. Gì vậy? Cứu cái tôi giật bài vậy. Anh đứng rồi, tôi vào đây ra. Trời. Ủa trời heo mẹ, anh Toàn ơi, heo quá trời heo. Luôn rồi mà sao con heo nó tên heo ngộ ha. Ủa chứ heo mới tên chó anh. Ai biết, tôi tưởng là sao mà tên khác chứ, tên heo mà tên heo kỳ vậy. Đây nè, con thỏ tên thỏ nè, thấy kỳ không? À. Cái con heo này nó đột biến hay gì mà nó màu xanh dương này trời. Nó là con heo dôi. Heo dôi là con gì trời? Con gì lạ rồi vậy? Anh thấy nó mặc đồ con dôi không? Thì nó là con heo dôi. À, vậy con bên này là con gì? Con này tên gì? Đi ve yeah, gì nè, di ve gì nè. Anh nhìn đi, nó này ghép lại là di di đó. Ủa chứ không phải di ve hả? À, dạ. Anh kia tào lao đấy. Dạ. Con mèo của tôi. Là mèo hả? Con mèo mà thiếu dấu á. Không, cái này là trùng hợp lên đây. Ủa, còn cái này chi chị đi. Xe là cái chuồng đó. Ông em cái chỗ đó là ở bên nhà anh rồi, để cho anh cuốn anh ngủ á. Chị chắc. Đúng rồi. Ý anh nói tôi nằm trong chuồng chó hả? Vỗ tay. Mà cái đoạn này là chị mua hay là ở đâu đây? Em thấy là em thấy đẹp lắm rồi nha. Không, cái đảo này ở trên trời rớt xuống. Ghê vậy. Ghê chứ trời. Ơi, đây nè mọi người, đây nè. Đây. Đâu? Ủa, chị đi, chị không biết chỗ này luôn à. Đâu, chỗ gì? Đây, thấy không? Thấy chưa? Biển đó không? Ừ, đúng rồi. Tôi hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Là lạ dữ chưa? Thì qua tờ đó, qua tờ. Ok, bây giờ mình sẽ mở tiệc nhà cho mọi người vào chơi. Thì mình có đặt cái bàn bếp nấu pizza ở đây. Ai mà tin ý thì sẽ biết á. Với mình có ghi thêm trên cái bảng này là nếu mà ai qua được đảo bên kia thì sẽ có quà. Nhưng mà qua bằng thực lực nha, chứ không có được tay le á. Ok, thì hiện là mình đang đứng sẵn ở bên đảo rồi. Bây giờ mình sẽ mở tiệc xem ai là người đầu tiên qua được bên này nha. Yeah. Rồi, có một bạn vô rồi. Rồi, được 6 người rồi. Chờ tiếp nè, có nhiều bạn hỏi mình đang ở đâu nên mình bắt phá băng cho mọi người biết nè. Ui, mình thấy một vài bạn ở đây để mình quay cho mọi người xem. Ui, quá trời luôn nè, nhưng mà rớt hết rồi. Để xem bạn này là người đầu tiên qua được nha. Có lên. Ui, chơi vậy sao chơi. Ủa, dễ mà.
chắc là mọi người không ăn pizza rồi, chứ ăn cái đó vô là nhảy dễ lắm. Để chỉ mấy bạn chứ, kiểu này là không biết khi nào qua được luôn á. Chị chê chê chơi ác, trời ơi, tôi đâu có ác đâu, tôi chỉ như vậy rồi mà không qua được thì thôi luôn á. Đó, có một bạn qua được rồi nè. Đâu có khó đâu, đúng không? Bé Hương qua được nè, rồi, tặng quà cho bé Hương nha. Ôi mà mọi người không được tê le nha, là tê le là chị không có tính đâu. Ok, giờ tặng quà cho bé Hương nè. Chị sẽ tặng em cái chuông này nha, để vào trang trí nhà. Sau một hồi thì cũng có rất nhiều bạn qua được đã nè mọi người. Thì mấy bạn này nhớ ký tường dây là leo đã để dì tặng quà nha. Mà mỗi ngày thì mình chỉ gửi được có 10 người à, nên mọi người ráng đợi nha, chứ mình không có xù đâu. Với hôm nay là mình sẽ mở cửa căn nhà này cho mọi người tham quan đảo. Bạn nào mà qua được đảo rồi thì cũng nhớ ký tường cho mình để mình biết ngợi tặng quà. Và phần thưởng là một chiếc tóc nha mọi người. Và thời gian là chỉ trong ngày hôm nay thôi nha, chứ qua ngày mai là mình không có tính đâu. Với hôm nay mọi người đừng quên nhận quà trong lượt quà tặng nha. Tại vì hôm nay là có hộp bóc thăm ánh sáng ái với mọi người. Để xem mình ra được cái gì. Cái cánh nè. Trời ơi, cái vách ngăn. Sẵn đứng đây mình mở hộp bóc thăm mũ Giáng sinh luôn nha mọi người. Trời ơi, bữa giờ là Duy không có ra một cái mũ nào hết luôn á. Ra toàn là đồ ăn với kẹo không à. Để coi hôm nay có hơn không. Rồi, vậy là hôm nay cũng không có gì luôn. Buồn ghê á. Ăn cái này xong mình sẽ đi bắt sao. Ui, mọi người thấy ngôi sao lấp lánh không? Thôi, cái này mà chụp được mà ra được 500 là vui lắm á. Nhiêu đây? 500 nè. Trời ơi, 150 thôi cũng được. Đây, mình thấy một ngôi sao nữa nè. Rồi, này bao nhiêu đây? Chưa bao giờ mở ra được 500 luôn á. Ui, ở đằng kia có nữa kìa. Ôi, công nhận bắt ở chỗ này nhiều ghê á. Mình là rất là thích bắt ở chỗ này nhất tại vì nó dễ thấy á mọi người. Ok, vô sọt. Nhiêu nè. Ok, thì nãy giờ mình cũng bắt được cá khái rồi. Bây giờ mình sẽ đi chế tạo bộ đồ con gấu. Hôm trước là mình chế tạo cái đầu và đôi giày rồi. Bây giờ còn cái bộ đồ nữa. Rồi, bao nhiêu? 7 giờ, ok. Rồi, phải ráng bắt thêm thôi. 3 chiếc xe nữa, mình chưa chế tạo được chiếc nào hết á. Còn bây giờ mình sẽ chạy mini game của ngày hôm trước nè. Thì hôm trước mình đặt câu hỏi là mình đã đặt bao nhiêu món trong sườn chế tác vào căn nhà đó. Thì kết quả là 4 món nha mọi người. Và xin chúc mừng bạn may mắn trúng được giải đó là bạn Khánh nha. Đây, bây giờ chị sẽ tìm tên em và gửi quà nè. Ui, đang on luôn nè. Ok, xong rồi, Khánh nhớ kiểm tra thư nha. Thì video này cũng sẽ có mini game kết bạn nha mọi người. Thì bước 1 là mọi người sẽ like và đăng ký kênh cho mình. Bước 2 là mọi người để lại tên game. Rồi mình sẽ quay ra một bạn may mắn để kết bạn này. Ok, vậy thôi. Thì video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này nha. Nếu yêu thích Duy thì hãy cho Duy xin một like và một subscribe nhé. Cũng như là các thành viên trong Hoa Team nè. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.